Megan bị coi là người ái kỷ giống ông Trump và Kanye West. Trong bài báo tổng kết năm 2022 của tờ Politico, nữ công tước xứ sở sách bị liệt vào danh sách những người ái kỷ cùng Donald Trump, Kanye West. Bài báo có tiêu đề năm 2022 là năm mà tất cả chúng ta cuối cùng đều cảm thấy mệt mỏi với những kẻ ái kỷ của tác giả Joanna White cho rằng một số người trong số họ đã nhận được sự trừng phạt và một số người còn tệ hơn không được chúng ta quan tâm nữa. Joanna cho biết, bà từng bị thu hút bởi những người như Meghan và hoàng tử Harry, tuy nhiên, bộ phim tài liệu trên Netflix về cặp vợ chồng khiến bà quay lưng với họ. Joanna viết, sự đồng cảm tự nhiên của tôi dành cho cả hai bắt đầu trở thành sự khó chịu và tôi chợt nhận ra cái tôi cũng có giới hạn của nó tôi cũng nhận ra sự vượt quá giới hạn dẫn đến cg phim bị chỉ trích gai gắt của nhà sở sách cũng chính là thứ khiến kenier đề cao hành vi thái quá cho đến khi anh ta vượt qua ranh giới để biến thành chủ nghĩa bài do thái trắng trơn và cũng là thứ đã gửi Ben Mansfield từ đỉnh cao của thế giới đến một nhà tù ở bahamian Joanna thừa nhận các vợ chồng cựu hoàng gia có những bất bình chính đáng, song ngay cả những nhà phê bình có thiện cảm với họ cũng phải cao nhau rằng có rất ít tiết lộ mới mẻ ở đây, ngoài sự phù phiếm. Bài báo cho biết sự ái kỷ của nhà sở sách lành tính hơn so với những người khác. Nhưng khi nó tăng mức độ, nó có thể trở nên nguy hiểm. Theo từ điển Oxford và các sách y khoa, trường ái kỷ là để chỉ những người đánh giá bản thân quá đa, tự phóng đại thành quả cá nhân, kiêu căng, tự phụ, luôn coi mình là trung tâm và ngạo mạn. Đặc điểm chính của rối loạn nhân cách ái kỷ là những xu hướng ảo tưởng qua suy nghĩ hay qua hành động, sự cần thiết được người khác ngưỡng mộ và không có khả năng thấu cảm với người khác. Những người này thường phóng đại tầm quan trọng của họ đối với người khác. Họ tin rằng họ có những kỹ năng đặc biệt có một không hai mà chỉ có những người ở vị trí cao trong xã hội mới hiểu được. Bản thân họ chỉ quan tâm, chú ý đến khả năng và những gì họ đạt được. Phim tài liệu Harry and Meghan do Liz Garbus đạo diễn là dự án đầu tiên được phát hành từ hợp đồng nhiều năm mà nhà sử sách ký với gã khổng lồ trực tuyến năm 2020, ngay sau khi họ tuyên bố từ chức thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh. Vào tháng 9 năm 2020, cả hai thông báo hợp tác với Netflix để thực hiện một số dự án như phim tài liệu, phim truyền, chương trình có kịch bản và chương trình dành cho trẻ em với sự hợp tác của công ty Anjuwa Production của họ. Tuyên bố của nhà sử sách khi đó viết, Trọng tâm của chúng tôi là sẽ tạo ra nội dung cung cấp thông tin nhưng cũng mang lại hy vọng. Là những người mới làm cha mẹ, việc lập chương trình truyền cảm hứng cho gia đình cũng rất quan trọng đối với chúng tôi. Tháng 7 năm ngoái, Megan công bố dự án đầu tiên của cô với Netflix, một loạt phim hoạt hình mang tên View. Trong đó, Megan sẽ đảm nhận vai trò sáng tạo và điều hành sản xuất. Tuy nhiên, tháng 5 năm nay, View bị Netflix loại bỏ do khó khăn vì lượng người đăng ký kênh giảm sút. Sau Harry and Meghan, Netflix gần đây thông báo sẽ giới thiệu một loạt phim khác tôn vinh những nhà lãnh đạo truyền cảm hứng, xuyên suốt lịch sử, lấy cảm hứng từ Nelson Mandela công thức và nữ công thức xứ sở sách được coi là giám đốc sản xuất và có khả năng sẽ xuất hiện trong series. Công chúa Beatrice cho phép Harry Meghan ghi hình trong nhà riêng nữ hoàng. Công chúa Beatrice được cho là người cho phép công tước và nữ công tước xứ sở sách quay phim bên trong ngôi nhà nhỏ của cố nữ hoàng tại lâu đài Windsor cho loạt phim trên Netflix. Một bức ảnh chiếu trong series phim tài liệu của Harry Meghan cho thấy cả hai ngồi cười trên ghế dành cho trẻ em và uống trà bên trong chốn riêng tư của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Bức ảnh này hiện gây ra cuộc tranh cãi lớn vì theo truyền thống Anh, quyền riêng tư của bản thân luôn là thứ được nhà sử sách đề cao. Tuy nhiên, bộ phim tài liệu trên Netflix dường như coi thường quyền riêng tư của gia sản hoàng gia vì cặp vợ chồng đã trao những bức ảnh của họ bên trong ngôi nhà riêng của cố nữ hoàng cho Netflix theo thỏa thuận trong hợp đồng trị giá 5 triệu USD. Nhiều người nhận thấy bức ảnh được sắp xếp rất chuyên nghiệp và có thể do nhiếp ảnh giả chụp. Không rõ những bức ảnh được công bước và nữ công tước sự sửa sách chụp khi nào. Trong những người trong hoàng gia từng cho biết không có khả năng hoàng tộc cho phép họ giao chúng như một phần của thỏa thuận thương mại. Tuy nhiên gần đây, tờ mèo tiết lộ công chúa Beatrice là người đồng ý cho vợ chồng anh họ ghi hình tại đây. Hiện công chúa 34 tuổi là một trong số ít thành viên Hoàng gia Anh vẫn còn liên lạc với nhà sứ sách và được cho là đã đồng ý cho họ mang máy ghi hình vào bên trong. Mà dù vậy, không rõ liệu Beatrice có nhận thức được ý nghĩa và mục đích của các cảnh quay hay không. Ngôi nhà là món quà của người dân xứ Wales well dành tặng Elizabeth, khi đó là công chúa, nhân sinh nhật 6 tuổi của bà. Năm 2010, cố nữ hoàng chuyển giao quyền trông coi ngôi nhà cho cháu gái, công chúa Beatrice con cái cả của hoàng tử Andrew giám sát việc cải tạo ngôi nhà trong một năm trước khi mời nhà báo Andrew Mars quay loạt phim gồm 3 phần. The Real Mon Green năm 2012, đó là lần đầu tiên máy quay truyền hình được phép vào bên trong ngôi nhà. Khi được tặng cho nữ hoàng, ngôi nhà được trang bị đầy đủ đèn điện, nước sinh hoạt cũng như đồ nội thất và thậm chí một chiếc điện thoại có thể nghe gọi. Elizabeth và em gái bà, công chúa Margaret, rất yêu quý ngôi nhà, thường tự tay chăm sóc nó, nhiều năm qua các con của nữ hoàng đều từng chơi trong ngôi nhà và sau này là các cháu của bà. Nó giữ vị trí đặc biệt trong trái tim của tất cả những đứa trẻ hoàng gia. trong Beatrice đặc biệt yêu thích ngôi nhà, khi còn nhỏ cô thường xếp những con gấu bông lên ghế sofa trong phòng khách. Ngôi nhà chưa bao giờ được mở cửa cho công chúng vào tham quan, nó ẩn khỏi tầm nhìn của người dân vì nằm trong góc phía nam của khu vườn Windsor, Rosa Lohes. Ngôi nhà sơn trắng, dài 7,3 m, sâu 2,4 m và trần mỗi tầng chỉ cao 1,5 m. Ngôi nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư Imus Reword, nó được mong đợi trở thành biểu tượng tình yêu của người dân xứ Wales well, dành cho công chúa nhỏ Elizabeth, người mà khi đó không ai nghĩ sẽ trở thành nữ hoàng, chỉ 4 năm sau đó, người ta mới biết Elizabeth sẽ có thể là nữ hoàng tương lai của Vương quốc Anh. Năm 1936, bác của bà, vua Edward VIII, thoái vị, truyền lại vương miện cho cha Elizabeth là vua George VI. Tạp chí Mỹ mỉa mai Harry và Meghan dùng mãi một chiều trò nạn nhân. Tạp chí Variety gọi hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle là chú ngựa con chỉ có một mánh khóe sau khi loạt phim tài liệu Netflix của họ lên sóng hôm 19 tháng 12, tạp chí Variety xuất bản bài viết có tiêu đề Thời Harry và Meghan 2.0 đã qua, đề cập đến màn trình diễn của series phim tài liệu mới về công tước và nữ công tước sử sở sách. Bộ phim mang tên Harry and Meghan lập kỷ lục trên Netflix khi trở thành phim tài liệu được xem nhiều nhất. Thậm chí, ba tập đầu tiên của series còn thu hút lượng khán giả đông hơn cả phim truyền hình bán hư cấu nổi tiếng về Hoàng gia Anh, The Crown. Trái với thành công của series phim tài liệu ăn khách, tạp chí Vanity Fair mỉa mai Harry và Meghan là chú ngựa con chỉ có một máy khóe. Tạp chí hàng đầu Hollywood này cho rằng hoàng tử Harry 38 tuổi và Meghan 41 tuổi chỉ biết sử dụng mỗi chiều bài nạn nhân và nói đi nói lại câu chuyện về sự bị ngược đái của họ. Trong phim tài liệu, Harry và Meghan nói về hành trình gặp gỡ, hẹn hò, đám cưới, đến cuộc sống ở hoàng gia và lý do rời ảnh đến Mỹ, phần lớn thời lượng phim công tước và nữ công tước sửa sửa kể về việc bị truyền thông Anh tấn công gia đình Hoàng gia bỏ rơi Meghan tố Hoàng gia phân biệt chủng tộc trọng hình thức và không bảo vệ cô trước sự tấn công của báo chí trong khi đó Harry cáo buộc báo chí Anh khiến Meghan sẩy thai Hoàng gia nói dối để bảo vệ anh trai William nhưng không nói sự thật để bảo vệ vợ chồng anh mâu thuẫn trong gia đình thực tế hầu hết vấn đề trên đều được Harry và Meghan tiết lộ trước đó trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey năm ngoái, Harry và Meghan cho biết một thành viên hoàng gia anh có thái độ phân biệt chủng tộc khi hỏi về màu da đứa con sắp chào đời của họ. Meghan cũng nói về những căng thẳng giữa cô và chị giàu kết trong đám cưới hoàng gia năm 2018. Harry cũng tỏ thái độ không hài lòng với anh trai William và chế độ quân chủ.